Ok chào anh em à, hôm nay lại gửi cho anh em ít con mồi lua và mồi mềm nha anh em. Thì mồi mềm này thì đa phần sẽ là những con mồi mềm hàng từ Nhật về nhé. Thì có những thương hiệu giống như là Kencat nè, Merabat nè, đó. Trên đây là những con mồi lua nha anh em, đó, giống như con Crack như là của hàng Duo nè, đó. Còn bên đây là của hàng Sắco. Rồi để mình lên cụ thể từng con mồi và mồi mềm cho anh em xem. Sếp bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nếu hàng lỗi không clip sắp lên á thì anh em cứ gửi về cho shop nhé. Rồi cảm ơn anh em. Ok, gửi anh em mã số 1. Thì mã số 1 gửi cho anh em một bịch mồi mềm của hãng Kencat nha anh em. Đây Kencat. Đó. Thì bịch này thì nó còn được 3 con nè, 3 mồi mềm. Đó. Đây, nhìn đây có ha. Cái này mình cũng không chuyên về mồi mềm. Mình bán thì anh em nào mà ưng ý hoặc anh em biết nó đánh cái gì thì anh em hãy chốt nha. Đó, mình nói gọn như vậy. Thì bịch này đã qua sử dụng còn 3 con thôi nha anh em, còn 3 con thôi. Đây, mồi mềm của nó. Đó, nó còn cái lớp dầu, như cái lớp dầu thuốc cá vẫn còn nha anh em. Đó, Kencat, bịch này của Nhật nha, Mencipen. Đó. Thì cái này còn 3 con và chiều dài một con mồi mềm này là nó được là 12 cm nhá, 12 cm. Rồi, giá công khai bịch số 1 giá là 30k. Tiếp theo bịch số 2. Bịch số 2 vẫn là bịch mồi mềm. Bịch này thì của hàng Sunikichi gì mọi người. Đây nó đây, nó tên nó đó. Đây. Bịch này thì vẫn là hàng từ Nhật về nha anh em. Đó. Thì bịch mồi mềm này thì nó sẽ có là 7 con nha anh em, 7 con. Đây. Cái này về cho anh em nào câu lua nè, nói anh em đánh gung nè, đó. Nó vẫn còn cái lớp dầu thuốc cá nha. Đó này, đó, mồi trong thế này. Mấy cái này thì nó rất là bền nha anh em. Rất là bền luôn. Đó. Thì mồi này thì nó sẽ còn bịch này nó sẽ còn được 7 con nha anh em, 7 con. Chiều dài một con này nó là 10 cm nha anh em. Chiều dài sẽ là 10 cm. Rồi, giá công khai mã số 2, giá sẽ là 40k. Tiếp theo mã số 3. Mã số 3 gửi cho anh em một lên mật mồi mềm này của hàng Lat Easy gì anh em. Lat A gì anh em. Đó. Vẫn là hàng mình lấy từ Nhật về. Đó. Thì cái này thì nó sẽ có đuôi nó thế này. Đó. Đó. Thằng nó sẽ có anh kim. Đó, cho anh em về câu gung, câu lua, đó, câu lóc, câu hoàng đế gì đó. Thì mã số 3 này thì nó có 9 con nha anh em, 9 con. Này nó sẽ có 9 con nha anh em, 9 con và có đuôi. Đó. Chiều dài một con này thì nó sẽ dài là 9 cm nha anh em, 9 cm. Đó. Cái này nó là được 9 con và dài 9 cm thì nó sẽ tính luôn cái phần đuôi dài luôn nha anh em chứ không phải là tính cái phần đầu thôi. Đó. Cái này về anh em đánh gung câu lóc dịch vụ có bạn để câu lượng dích hết nè, rất là chuẩn chỉ nha. Rồi, giá công khai mã số 3 giá là 45k. Tiếp theo mã số 4. Mã số 4 sẽ là mồi của hàng Bạc Lây anh em. Đây hàng Bạc Lây. Đây cái này là nhỏ nha anh em. Mồi này tương đối nhỏ đây. Cái này là chưa qua sử dụng nha. Cái này còn mới 100% luôn. Đó. Cái này mình về được là hai ba màu. Đây. Màu trắng ngà nè, màu đen nè, và màu nâu nó có ánh kim. Đó. Đó đây. Đây cái này là mồi của Mỹ nha anh em, bên xuất đây nè. Đó. Đó. Thì hàng của Nhật thì cũng vẫn có hàng của Mỹ, hàng China nha anh em. Cái này là hàng của Mỹ nha. Ba bịch. Thì mồi này thì nó một bịch này nó sẽ được là 12 con mồi mềm nha anh em. Một bịch này sẽ được 12 con. Và một con này nó sẽ dài là được 6.5 cm nha anh em, 6.5 cm. Đó, cho anh em về câu nhé. Rồi giá một bịch này giá công khai sẽ là 45k nè, 45k một bịch mã số 4. Tiếp theo mã số 5. Mã số 5 lên cho anh em là mồi mềm của hàng Phoenix nè, hàng Phoenix. Thì hàng Phoenix này con Mỹ luôn nha anh em, made in USA nè. Đó. Thì đây con mồi mềm này thì nó sẽ có đuôi quấn thế này. Đó. Đuôi này thì anh em về câu gung rất là đã nè, đó, câu gung các bạn đấy. Mồi cũng còn khá là bự, mấy con này cũng còn cũng khá là bự như này.
thì mã số 5 thì nó được là 8 con nha anh em. Bịch này được 8 con và một con này nó dài sẽ là 7 cm nha anh em, 7 cm nhé. Rồi, giá công khai mã số 5, giá 40k nha anh em, 40k mã số 5. Tiếp theo bên đây, đây là mã số 6. Mã số 6 thì bịch này sẽ là một đống luôn nha anh em. Cái này mình không đếm được cái số lượng đó. Có hàng ghi mi gì này anh em. Đó. Hàng cũng là hàng của Nhật nhé. Cái này cũng khoảng 20-30 con vậy anh em. Đó, nhiều lắm. Đây, một đống luôn, nó vẫn còn cái dầu thuốc cá nè. Đó. Thì một con này thì nó dài được là 14 cm anh em. Một con này dài là 14 cm. Đó. Thì anh em thấy thích hợp cho anh em câu cá nào thì anh em có thể chốt nhé. Rồi, bịch này tương đối nhiều, mình bán với giá sẽ là 80k nha anh em, 80k mã số 6. Tiếp theo mã số 7, mã số 7 vẫn là của hàng Phoenix nha anh em, Phoenix. Cái này thì nó sẽ màu vàng và màu vàng ánh kim. Đây, thế này. Đó. Đó. Có ánh kim nha, có đuôi như này, đuôi và ánh kim tạo xinh. Đó. Thì Phoenix này của Mỹ nha anh em, của Mỹ sản xuất mấy sự này. Thì bịch mã số 7 này thì nó dài là 7 cm và một bịch này sẽ được 9 con nha anh em, dài 7 cm và một bịch này sẽ được 9 con. Rồi, giá công khai mã số 7, giá sẽ là 40k nha anh em, 40k mã số 7. Tiếp theo mã số 8. Mã số 8 lên cho anh em là một bịch mồi của hàng Hiếu Úp gì nữa anh em. Đó, tên của nó đây. Đó. Bịch này vẫn là bịch của Nhật nha anh em, bịch của Nhật. Thì cái này cũng đã qua sử dụng rồi. Thì bị lấy ra, bị lấy ra vài con này. Cái này mình đếm là 1 2 3 4 5 6. 6 con anh em. Thì mọi miệng nó thế này, hình nó giống như hình hình dáng này nè, ta đùa nha. Đó. Mồi cũng vừa bằng ngón cái thôi. Đó. Rất là gọn nha anh em. Đó. Thì cho anh em thích hợp câu cá nào thì anh em chốt nha. Có anh kim nha. Thì mã số 8 này thì nó dài được là 7.6 cm nha anh em, 7.6 cm và một bịch này sẽ được 6 con. Giá công khai mã số 8 giá 45k anh em, 45k mã 8. Tiếp theo là mã 9. Mã 9 gửi cho anh em là bịch của hàng Sawagusa nha anh em. Sawamura. Đó. Thì mồi nó thế này, nó giống con nòng nọc nha anh em. Đó. Có đuôi nha, có đuôi tạo vắc xin. Dạ, cái này vẫn là hàng của Nhật về nha anh em. Đó. Đây. 1 2 3 4 5, 5 con nha anh em, bịch này được 5 con. Đó, có anh kim. Thì mồi này nó sẽ để xem mã số 9 thì cái này dài là 9.5 cm nha anh em, 9.5 cm và được 5 con. Giá công khai mã số 9, giá là 40k nha anh em, 40k cộng ship mã số 9. Ok anh em, tiếp theo mã số 10. Dạ, mã số 10 gửi cho anh em là bịch mồi của hàng Tiaco nha anh em. Đó. Đây. Cái này có 1 2 3 4 5 6 7 7 cục nha anh em. Cái này là mới 100% thôi chứ. Chung này nên mình cũng không rõ. Chung là hàng chưa không chắc thì báo cho anh em hàng nó qua sử dụng đi. Đó. Đây, nó sẽ dài thế này. Thì mã số 10 này thì nó dài được là 16.25 cm nha anh em, 16.25 cm và cái này nó được là 7 con nha anh em, 7 con mồi mềm. Rồi, giá cũng hai mã số 10, giá là 45k nha anh em, 45k mã số 10. Tiếp theo mã 11. Mã 11 gửi cho anh em là mồi mềm của hàng Sumichi nha anh em. Đó. Đây, cái này thì mới 100% nha anh em, mới 100%. Đó. Thì cái này được là 1 2 3 4 5, 5 con nha anh em, 5 con mồi mềm. Đó, mồi thì sẽ có đuôi nha anh em, có đuôi tạo vắc xin. Nó sẽ bự hơn nó chỏ mình tí. Đó. Thì mã số 11 này thì nó sẽ dài được là 15 cm nha anh em, dài là 15 cm. Đó. Mồi này mới 100%, chưa xé nó luôn nè. Đó. Rồi, giá công khai mã số 11, giá là 50k nha anh em, 50k mã 11. Tiếp theo mã 12. 12 gửi cho anh em vẫn là mồi mềm. Đó, mồi mềm của hàng Kentet. Đây. Tên của nó đây. Đó.
cái này giống như một con sung nữa nè, giống như con đu đu dừa nè, đó. Đó đây. Cái này thì có là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 mực mừng con nha anh em, mừng con. Như là này chưa sử dụng luôn nha anh em, chưa xé luôn. Đó. Khá đẹp. Có cái lớp dầu thốt cá nè, đó. Đó, cho anh em nào đánh mấy con này thì anh em chiên đánh thì anh em có thể chốt nha. Thì mã 11 này thì đó, mã 12 chứ, mã 12 này thì nó dài chỉ có 4 cm thôi nha anh em, dài 4 cm và nó có là 10 con. Đó. Rồi, giá công khai mã 12, giá là 40k anh em, 40k cộng ship mã 12. Tiếp theo mã 13. Mã 13 gửi cho anh em là mò mềm. Đó. Của hàng Makuchu gì anh em. Đó. Đây. Thì con này nó sẽ có đuôi anh em, có đuôi lông nè, đó. Đây, như thế này. 1 2 3 4 5. Cái túi này nó có 6 con nhưng mà ở đây chỉ còn có 5 con thôi anh em. Đó. Đồ lông thế này, mỏ cũng rất là đẹp nha, phản quang cực kỳ tốt. Đó. Rồi. Mã số 13 thì nó dài được là 7.6 cm, 7.6 cm và nó được là 5 con. Rồi, giá con khai mã số 13, giá là 45k anh em, 45k mã 13. Tiếp theo mã 14. Mã 14 là mỏ mềm của hãng Megabass này nè, Megabass. Con cá màu hồng nè, đó. Đây, Megabass hàng Nhật trên em, bên Japan. Cái này thì chắc đã qua sử dụng này, 1 2 3 4 5, còn 5 con anh em. Cái này được lấy rồi, còn 5 con. Đó, nó hướng dẫn móc mồi luôn. Đây. Thì mã số 14 này thì nó dài được là 9 cm anh em, dài 9 cm và còn là 5 con. Giá công khai mã 14, giá 40k luôn nha anh em, 40k mã 14. Tiếp theo mã 15. Mã 15 sẽ là cho anh em mấy con mồi của hàng Kitten nha anh em. Đó. Con này thì sẽ là màu đen ánh kim anh em, màu đen ánh kim. Màu nâu chứ, màu nâu ánh kim. Đó. Thì mã 15 này thì nó sẽ còn là được là 10 con nha anh em, còn 10 con và chiều dài của nó là được là gần 4 cm anh em. Chiều dài của nó được là 3.75 cm nha anh em, 3.75 cm, gần 4 cm. Ánh kim nhá, ánh kim. Rồi, giá công khai mã 15, giá 45k nha anh em, 45k mã 15. Đó. Rồi, mấy mồi mềm lên hôm nay, rồi mình để lên trên đây sẽ lên mấy con mồi giả cho anh em xem nhé. Rồi, tiếp theo sẽ là mồi giả mã 16. 16 gửi cho anh em là một con mồi của hãng Lucky Cat cho anh em, một con bố vịt SB Lucky Cat. Con này chuyên về cho anh em câu gần, câu kè. Đó. Câu mấy nước sâu nha anh em. Đó, con này dạng nặng. Thì con này nó dài được là 100 mm nha, dài 100 mm, nặng của nó sẽ được là 17.5 gram và con này thuộc dạng hàng đi lửng nha, hàng đi lửng. Đó, khi anh em kéo thì nó sẽ đi lửng lửng với mặt nước thôi chứ không phải đi trên mặt nước nha. Đây, lửng còn mấy ngót nha anh em, xịn sò nhá, mồi còn rất là đẹp. Rồi, giá công khai mã số 16, giá là 100k nha anh em, 100k mã 16. Tiếp theo mã số 17. Mã số 17 lên cho anh em là một con mồi của hãng bắt đây nha anh em. Đây, một con bắt đây. Đây, Sugar sát thịt B. Đó. Thì một con bắt đây này thì nó dạng nó chuyên về cho anh em nào câu chẽm, câu hanh, câu cháp nè, câu cá măng. Anh em có thể câu cá ngao. Câu cá chẽm, câu cá ngao, câu cá nheo cũng được, rất là ngon nhé. Đây, một con bắt đây. À, câu hoàng đế. Con này dạng đánh đa măng. Thì con này chiều dài của nó chỉ được là 60 cm thôi nha, 60 mm nhé, dài 60 mm, nặng là 8 g thôi nhé. Nặng 8 g này thì đánh đa thấy loại cần này, đó. Rồi, giá công khai mã số 17. Giá sẽ là 105k nha anh em, 105k cho một con bắt đây. Một hàng khá nổi tiếng của Nhật nhé. Tiếp theo là một con mồi chiên gần, chiên kè.
Thì đây một con mồi của hãng Maya nha nè. Đây, tên của nó đây. Con mồi này thân của nó sẽ có ánh kim nha nè. Đây. Ánh kim nhuyễn thôi, chứ không phải ánh kim nhiều. Đây, đây thấy không? Chiếu 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 thế này. Đầu đỏ nè em, mấy con đầu đỏ này anh em rất là thích nè, rất là hớp cá nè. Đó. Mồi thì còn rất là đẹp. Thì con này nó dài là được là 115 mm cho nè, dài 115 mm, nặng là 19 g. Và con này nó nổi, và khi anh em kéo á, nó lặn mát được là 60 cm nha nè. Lặn mát được 60 cm. Nó có tiếng nè, và bi nó chả ném nha nè, có bi chả ném. Rồi, giá con khai mã 16, 18. Giá là 100k nha nè, 100k mã 18, chiên gần chiên kè nhé. Tiếp theo mã 19. Mã 19 lên cho anh em vẫn là một con mồi của hãng Maria. Đây, một con Anchor, Anchor Kid. Con này thì rất là đẹp nha anh em. Còn rất là đẹp. Xuất sắc. Đây, rất chi là đẹp con mồi. Con này vẫn có tiếng và bi chợ ném nha nè. Bi chợ ném. Thì con Anchor Kid này thì nó dài được là 90 mm, nặng là 8.5 g nha nè, nặng là 8.5 g. Rồi, giá công khai mã số 19, giá là 100k luôn nha nè. 100k mã 19. Con này vẫn là chuyên về cho anh em câu đầm nha nè, câu đầm, câu chẽm, câu cá măng, câu cá ngao. Tiếp theo mã số 20. 20 gửi cho anh em là một con mồi của hãng Lucky Cat, mà con mồi thì dài nè. Thì mấy con thì dài này thì đa phần nó lặn rất là sâu nha anh em. Lặn rất là sâu. Anh em có cái đầm nào mà nước nó sâu thì anh em có thể đánh mấy con thì dài này rất là lý tưởng nhé. Thì đây một con mồi của hãng Lucky Cat. Nó dài là được là 80 mm, nặng của nó là được là 8.6 g. Nặng 8.6 g, dài 80 mm. Mồi rất là đẹp, lử còn bé ngót luôn nha. Đây, tên của nó đây anh em. Thì con này nó lặn được là 1.8 m nha anh em. Lặn mát của nó được là 1.8 m đó. Khi anh em ném xuống nước thì con này nó sẽ nổi. Và khi anh em kéo cắt sình á, tùy theo anh em kéo nhanh và kéo chậm á, thì nó sẽ lặn xuống, lặn và lấp. Đó. Lặn mát của nó được 1.8 m nha anh em. Rồi, giá công khai mã số 20, giá là 95k nha anh em, 95k mã 20. Tiếp theo mã 21. Đây, 21 vẫn là một con thề dài nữa anh em. Đó. Thì con này là con mồi của hãng Evergreen nha anh em. Evergreen, một con mồi hàng nội địa, khá là tiếng của Nhật. Lửng này thì vẫn còn là bán ngót cho anh em, hai cặp cặp lửng này cũng còn bán ngót luôn. Đó. Mồi cũng còn rất là đẹp. Đây, không có chê đâu được. Thì con Evergreen này thì nó dài được là 80 mm nha anh em, dài 80 mm, nặng là 10.5 g. Nặng 10.5 g, dài 80 mm. Con này vẫn là chuyên về cho anh em câu đầm nha anh em, câu đầm là ngon nhất. Câu đầm, câu ao. Anh em có thể đánh kè cũng được, đánh kè cũng được, vì con này nó lặn cũng khá là sâu. Thì con này lặn được cũng là 1.8 m nha anh em, lặn là được 1.8 m. Rồi, giá công khai mã số 21. Giá sẽ là 95k luôn nha anh em, 95k mã 21. Tiếp theo mã 22. 22 thì gửi cho em là một con mồi của hãng Duo. Đây. Đó, một con Duo. Hàng Duo thì anh em biết rất nổi tiếng rồi, làm rất là đẹp. Đây. Làm phản quang ánh kim rất là đẹp. Thì đây một con Crack nha anh em, Crack Duo. Đó. Tên đây anh em. Đó. Đây, con này cũng có tiếng và bi chợ ném nha anh em. Đó. Con này thì về cho anh em câu lóc nè, câu lóc, câu cá nheo. Đó. Câu hanh, câu cháp, câu chẽm cũng ok. Nó dạng con này nó đi trên lửng lửng là lỡ lỡ nha anh em, nó đi trên mặt nước nó lắc 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 thế này. Rất là cá sình nó rất là đã, tốt cá rất là nhiều nha. Với cái màu của nó nè, phản quang cực kỳ tốt. Đó, mấy con Crack này thì quá ok rồi. Thì con này nó sẽ dài được là 55 mm nha anh em, dài 55 mm, nặng là 9 g. Đó, màu rất là đẹp. Rồi, giá công khai mã số 22, giá là 105k nha anh em, 105k mã 22. Tiếp theo mã 23. 23 gửi cho anh em vẫn là một con mồi của hãng Maria. Đó.
Thì con Maria này thì nó là một con Maria hàng rất là mới luôn anh em. Đó. Siêu mới luôn. Đó. Phản quang tốt nhá. Mấy này thốt cá cực kỳ. Đó. Đánh chẽm, đánh câu vượt, cá nhồng, cá măng, cá ngao. Rất là êm nhá. Cực kỳ thốt cá. Thì con Maria này thì nó dài là 70 mm nha anh em, 70 mm, nặng là 9 g. Và con này nó thuộc dạng nó chìm nha anh em, con này chìm nhưng mà dạng nó chìm chậm á, cho nên em ném xuống nước thì nó chìm từ từ xuống chứ không phải là chìm liền xuống. Khi thời gian nó chìm từ từ xuống thì anh em có thể lua và tạo action cho nó. Rất là ngon nha anh em. Màu rất là đẹp. Rồi, giá công khai mã số 23, giá là 95k anh em, 95k mã 23. Tiếp theo mã số 24 gửi cho anh em là một con mồi của hãng Libat cho anh em, 90s. Thì 90s thì con này nó chìm nha anh em, 90s thì con này nó chìm. Thì con này nó dài là 90 mm, nặng là 10 g. Và con này nó dạng chìm nha anh em, chìm. Nó có bi cho ném nè. Và chìm. Đó. Màu con này thì cũng còn rất là ok, rất là đẹp. Lưỡng thì còn bảo vệ lưỡng và bén ngót nhé, ngon lành nha anh em. Con này thì nặng 9 g, cái này nặng 10 g thì vẫn chuyên về cho đầm nhé, câu đầm nhiều hơn, hoặc anh em có thể câu kè. Rồi, giá công khai mã số 24, giá là 100k nha, 100k mã 24. Tiếp theo mã số 25 gửi cho anh em một con mồi khá nổi tiếng của Nhật. Đây là một con mồi của hãng rất còn nha anh em. Đây em, tên của nó đây anh em, Whitgatebolt HB. Con rắc còn này thì anh em về dạng chiên về cho anh em câu cảm giác nè, câu UL, câu cạn L, câu hoàng đế nè, câu hanh, câu cháp, rất là ngon nha anh em. Đây, con chỏ của mình để vào thì nó cũng nhỏ nha anh em, con này tương đối nhỏ chứ không lớn lắm. Hàng rắc còn này quá nổi tiếng nha, con này về đánh hoàng đế rất độc phê nhá. Đánh quan để con hanh con cháp. Thì giờ con này nó dài là được là chỉ là 61 mm thôi anh em, dài 61 mm, nặng là 4.5 g. Và con này nó lặn mát được là 1.5 m anh em, lặn mát được 1.5 m. Đó. Rồi, giá công khai mã số 25, giá là 140k anh em, 140k mã 25. Tiếp theo mã cuối cùng, mã số 26 gửi cho anh em là một con mồi của hãng Shimano. Đây Shimano. Đây, một con Shimano thì dài nha anh em. Đi lửng thì dài. Thì con Shimano này thì nó dài là được là 80 mm nha anh em, dài 80 mm, nặng là 7.5 g. Và con này nó thuộc dạng nó đi lửng nha anh em, con này đi lửng. Đó. Kéo nó sẽ đi là dưới mặt nước tí, sâu tí chứ không phải là đi dạng nó đi lửng lửng lên trên. Con này nó lặn mát được là 1 m nha anh em, lặn mát được 1 m, ngoại hình thì có xây sát. Đó. Rồi, giá cũng khai mã số 26, giá là 80k anh em, 80k mã 26, một con mồi Shimano. Rồi, đó tổng cộng những hai mã, 26 mã mồi lua và mồi mềm lên cho anh em hôm nay. Nếu anh em ưng cái mã nào có thể chốt để lên shop, điện thoại shop tự động liên hệ với anh em nhé. Rồi, cảm ơn anh em.